Wow, thời gian dành cho quý cô hoàn hảo đã đến rồi. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Ngay sau đây, quý vị và nhau chào đón và giám khảo chúng ta. Đầu tiên chính là ca sĩ Phi. Tiếp theo là giám khảo quốc tế nghệ sĩ Trịnh Tú Chu. Và cuối cùng đó chính là MC Vũ Mạnh Cường. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty Sunrise Media, cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu, và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Heavy, hỗ trợ địa chỉ phim xoan của Sâm Phạc Ma. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của quý cô đầu tiên. Xin mời diễn viên C. Nguyễn. Mình tên là C. Nguyễn, hiện tại đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang làm diễn viên. Khi rảnh rỗi thì mình hay đi xem phim và hay đi cà phê với bạn bè. Mình thích phim hành động hoặc là phim ma. Mọi người thường nhận xét mình là hơi khùng khùng với lại thấp người. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi không cao như khiến người khác phải lo sao. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của quý cô Trinh Tây. Mình tên là Phạm Thị Tú Trinh, nickname là Trinh Tây. Mình là sinh viên mới ra trường, tốt nghiệp trường đại học sư phạm. Hiện tại là quản nhiệm của một số trường tư ở Sài Gòn. Thấy mình thu hút người khác bởi chiều cao, khuôn mặt hài hài, uy tín. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu học trò của mình. Sau sẽ là sự xuất hiện của quý cô Phương Thảo. Mình tên là Phương Thảo, mình 22 tuổi. Mình đang làm diễn viên tự do cũng như là người mẫu sự kiện. Mục tiêu hiện tại của mình có bước tiến mới trong con đường nghệ thuật. Nhưng mình cũng vẫn muốn là mình sẽ trở thành một người làm kinh doanh tài ba. Tôi là một quý cô hoàn hảo bởi vì tôi luôn hoàn thiện bản thân mình sau mỗi sai lầm. Ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của quý cô Ý Phương. Mình tên là Trần Thị Hoài Phương, nickname của mình là Ý Phương. Năm nay mình 21 tuổi, hiện đang là diễn viên tự do. Rảnh rỗi thì mình thích nghe nhạc và hát karaoke một mình. Mình thích những cái người mà như là những cái diễn viên Hàn Quốc. Những chàng trai mới lần đầu gặp mình thì nói mình là dễ thương. Còn mà quen lâu rồi thì bà chấm. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì tôi không sầu não. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của quý cô cuối cùng, đó chính là Thúy Quỳnh. Mình tên là Thúy Quỳnh, là phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng tự do. Mình có một người chồng biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, cũng như là hai đứa con gái nhỏ rất là ngoan và dễ thương. Nếu như mà mình bị dội nước á, thì mình sẽ nói với hai cô con gái của mình là: mẹ không sao đâu các con, mẹ đang rất là mát. Tôi là quý cô hoàn hảo bởi vì con tôi hiếu thảo và chồng tôi dễ bảo. Dành một tràng pháo tay để chào đón năm quý cô ngày hôm nay của chúng ta. Mời quý vị và các bạn tham gia dự đoán quý cô giành chiến thắng tuần này bằng cách truy cập vào fanpage www.facebook.com/quý cô hoàn hảo và làm theo thể lệ bình chọn của chương trình. Phần thưởng dành cho người may mắn dự đoán đúng là một voucher trị giá 3 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang Đêm. Kết quả sẽ được thông báo tại fanpage Quý cô hoàn hảo 7 giờ tối thứ năm hàng tuần, trước giờ phát sóng của số kế tiếp trên kênh HTV7. Mỗi người mỗi vẻ, rất xinh đẹp và tươi trẻ. Hy vọng họ sẽ cố gắng vượt qua được những vòng thử thách. Quan trọng hơn hết, đó chính là vòng thi đầu tiên, thử thách nữ tính. Sau đây sẽ là phần vượt thử thách của quý cô C. Nguyễn. À.
Hiện tại, Facebook chính là một trong những công cụ để mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Và chắc chắn, Sê Nguyễn cũng dành một chút xíu thời gian để chăm sóc cho Facebook cá nhân của mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ngay sau đây, hãy nhờ vào Facebook để chúng ta có thể có được những đánh giá về những quý ông khác nhau. Em chỉ có một phút để tham khảo từng trang cá nhân của từng quý ông một. Sau mỗi phút tham khảo như vậy, em hãy đưa ra những phần nhận xét của mình thích hay không thích về tính cách, sở thích, vân vân của quý ông đó. Đây là trang Facebook cá nhân của anh chàng Quang Hùng. Bạn thấy anh chàng này là một người như thế nào? Anh chàng này cũng khá thú vị nhưng mà anh ấy vẫn còn ham chơi lắm. Tại vì thứ nhất, Facebook là cái nơi mà để bày tỏa những cái nỗi buồn, nỗi chuyện vui hay là nỗi lòng của mình. Nhưng mà anh ấy thái quá cái vấn đề đi, nó làm cái Facebook ảnh không được đẹp. Chia sẻ quá thông tin cá nhân của mình thì làm người đàn ông vẫn còn tính trẻ con và chưa trưởng thành. Thứ hai là anh ấy có style là rất thích hay đổi màu tóc. Có màu hồng, màu đỏ. Rất thích là màu sắc. Em thì không thích đàn ông nhuộm tóc cho lắm. Những màu sặc sỡ như vậy. Ví dụ như là nhuộm nâu thì ok. Còn về hình xăm thì sao? Hình xăm thì em nghĩ đó là bình thường thôi. Bình thường thôi. Vì tùy sở thích của mỗi người. Như vậy thì bạn đoán xem nghề nghiệp của anh chàng này là gì? Ca sĩ. Ca sĩ. Ngay sau đây sẽ làm trang Facebook cá nhân của Văn Thông. Xin mời. Với nick là huấn luyện viên. À, nghe cái nick này là thấy là anh này thấy mê thể thao rồi đó. Em nghĩ là anh này rất quan tâm đến cơ thể của mình, biết làm đẹp cho cơ thể mình. Và anh ấy tập luyện thường xuyên để cho cơ thể mình chắc khỏe hơn. Vậy thì khi mà anh ấy có người yêu thì chắc chắn người yêu của anh ấy cũng sẽ giống anh ấy. Anh ấy sẽ chăm sóc cô ấy như là bản thân anh ấy. Nhưng mà bên cạnh đó tôi thấy là anh ấy chia sẻ khá nhiều thông tin không liên quan gì tới mình luôn. Em lại thích những người đàn ông như vậy. Hầu như những cái nguồn dữ liệu anh ấy chia sẻ là về lực, tập luyện. Và ngoài ra thì vài clip phản ánh đến đời sống hiện nay anh ấy cũng chia sẻ và nói cũng rất đúng. Anh ấy luôn up hình và khuyến khích các bạn đi tập gym. Còn một số hình ảnh và một số clip về hài hước thì sao? Cũng khá hài hước. Những cái clip này có thể làm cho anh ta cảm thấy vui, cảm thấy thích thú khi coi và anh ấy share thôi. Đó là chuyện bình thường. Một phút để bạn nghiên cứu về anh chàng Luân Nguyễn. Khá lịch lãm. Luân Nguyễn, Facebook cá nhân của anh ấy có nguồn dữ liệu khá là đa dạng, nhiều hình ảnh và những dòng status rất là tâm trạng. Bạn nghĩ anh chàng này là người có tính cách ra sao? Em nghĩ nhìn có vẻ đào hoa nhưng mà thực sự là rất tình cảm. Anh ấy làm nghệ thuật nên là anh ấy biết chăm sóc cho bản thân của mình. Những cái bức hình ấy up lên Facebook hầu như là những hình đẹp. Và anh ấy biết chăm sóc cho cơ thể. Anh thấy nãy giờ là anh ấy cứ nói về tình yêu rồi những buồn vu vơ. Em nghĩ là nghệ sĩ thường thường nó có rất là nhiều cảm xúc. Một giọt mưa thôi cũng khiến họ khóc được. Đúng rồi, một chiếc lá bay qua họ cũng sẽ khóc được. Dạ, nên là đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chắc chắn sẽ rất nhiều mối tình. Ý anh này khá đào hoa đó. Đào hoa nhưng mà nếu yêu ai thật lòng thì chắc chắn sẽ chung tình với mình. Vậy thì bạn đoán xem nghề nghiệp của anh ấy là gì? Anh ấy là diễn viên và người mẫu. Như vậy bạn cảm thấy thích hình mẫu này của Luân Nguyễn không? Em khá thích. Bạn đã có đầy đủ những nhận xét và thông tin cần thiết nhất về ba quý ông. Ai trong số ba quý ông này là người khiến cho bạn cảm thấy không muốn hẹn hò nhất? Không muốn hẹn hò nhất là anh Quang Hùng. Ngay sau đây, Sê Nguyễn sẽ gặp gỡ trực tiếp Quang Hùng và nói với anh ấy rằng em không muốn hẹn hò với anh. Bởi vì rất nhiều lý do và đặc biệt là em đã xem qua trang Facebook cá nhân của anh và nêu ra những lý do đó thật thuyết phục. Xin mời Quang Hùng. Chào em. Chào anh ạ. Sau khi xem trang Facebook cá nhân của anh, em quyết định rằng em không muốn hẹn hò với anh. Em có thể cho anh biết lý do tại sao không? Em muốn một người đàn ông tự lập, quản lý tài chính được, không đi nay mai đó. Anh có thể làm bao nhiêu tiền thì anh cũng sẽ tiêu hết bấy nhiêu và anh không để được một khoản nào cho riêng mình. Vì anh vẫn đang còn trẻ. Em đoán anh coi năm nay bao nhiêu tuổi mà em nghĩ anh còn rất trẻ. Chắc em nghĩ là 25, 27 gì đó. Đôi khi cái trang cá nhân nó chỉ là phản diện lại một góc nhỏ nào đó của cuộc sống. Còn lại bên trong thì còn rất là nhiều điều mà chúng ta còn chưa biết được về họ. Em nghĩ là những cái gì anh chia sẻ trên trang cá nhân là những cái đời sống thật của anh ở ngoài.
và anh có gì anh nói đó. Anh không có để ý những từ ngữ mình nói trên Facebook, vẫn làm ảnh hưởng rất xấu. Và những hình ảnh nào anh cũng up lên được. Em không thích những người đàn ông suốt ngày đem chuyện cá nhân của mình lên Facebook để nói và khoe mẽ. Cái sự phân tích của em qua từng trang Facebook thì anh thấy em là một người rất là chín chắn, cũng là khéo léo và lựa chọn một chàng trai theo một cái hướng là an toàn cho bản thân của mình. Theo anh thấy thì cả ba anh đều là người tự lập và đều có thể kiếm ra tiền hết, chỉ là do cái bề ngoài làm cho em không có cảm tình với Quang Hùng. Trên đây, bạn có nhận xét như thế nào về anh chàng Quang Hùng này? Em thấy anh này làm nghề diễn viên tự do. Thì thấy anh này hay set in ở cái chỗ làm việc, phim trường. Rồi hay chụp hình với lại người nổi tiếng. Anh hay đưa lên quan điểm cá nhân của mình nữa. Rất là nhiều. Rồi, như vậy, với những nguồn dữ liệu này, bạn cảm thấy thích ở anh chàng này cái điểm nào? Em thích ảnh ở cái chỗ là ảnh rất là năng động, tự tin. Bạn có thích đàn ông nhuộm tóc không? Dạ không. Không thích. Bạn có thích đàn ông xăm mình không? Dạ không. Thêm hai điểm không thích nữa. Còn điểm nào mà bạn không thích ở anh chàng này? Anh hay đưa quan điểm cá nhân của mình và hay thả thính nữa. Đâu đâu, sao thả thính đâu? À, người ta luôn phải chụp hình lại làm bằng chứng để không cãi nữa. Bây giờ chúng ta đến với chàng trai thứ hai. Đó chính là Văn Thông. Bạn thấy anh chàng này làm công việc gì? Anh làm BT Game ạ. Thì rất là chuẩn. Em đoán xem tính cách của anh chàng huấn luyện viên này ra sao? Tính cách rất là mạnh mẽ, một con người qua phong cách thời trang rất là phong trần, rồi hay thích khám phá, hay check in phượt giống em nè. Quan tâm về vấn đề hôn nhân, tình yêu cái kiểu anh hay chia sẻ nè. Như vậy nếu mà quan tâm về hôn nhân có nghĩa là một người đàn ông như thế nào với gia đình? Chu đáo và nếu mà có người yêu thì chắc anh sẽ rất là quan tâm. Là huấn luyện viên cá nhân nữa, là người đó có sức khỏe rất là tốt. Nào, chúng ta đến với quý ông thứ ba là Luân Nguyễn. Nói với anh này thì em quan sát anh này là model và anh hay tiếp xúc với nhiều người đẹp và check in rất là nhiều. Tính cách của anh ấy là sao khi mà liên tục có những tấm ảnh rất là đẹp? Qua cái phong cách ăn mặc thì em thấy anh người rất là chu đáo, rất là lịch sự, rất là quan tâm đến cái hình thức bên ngoài của mình. Có rất là nhiều hình ảnh đẹp check in những cái nơi mà em chưa đi, ví dụ Ninh Bình này. Và đã bơ thế là bạn để ý khá nhiều về hình ảnh. Nhưng còn về phần nội dung, những câu status, những cái caption thì bạn có nghiên cứu không? Caption thì anh này cũng hay thả thính, hay chụp hình nhiều với nữ. Rồi ở đây sương khói mờ nhân ảnh. À, ai biết tình ai có đậm đà. Nó rất là lấp lửng cho cái người mà người ta quan sát. Làm tạo sự tò mò, phải tìm hiểu về anh này có làm sao. Ai trong số ba quý ông này là người mà bạn cảm thấy không muốn hẹn hò nhất? Là anh Trần Quang Hùng. Xin mời Quang Hùng. Em chào anh. Chào em. Nếu vui khi được biết anh, tham khảo Facebook của anh thì em quyết định là em không muốn hẹn hò với anh. Thứ nhất là về mái tóc, về hình xăm và những anh có những cái tay tết hay thả thính và có những tay tết rất là bất cần. Hay đưa ra quan điểm cá nhân của mình với cái chuyện khác, không có giữ riêng mình mà nói thẳng ra vấn đề. Thì em không thích những con người có cái tính bộc trực như vậy. Thế lại phong cách của anh thì rất là cá tính. Vì anh là nghề nghiệp của anh là diễn viên thì em hiểu nó không hợp với em cho lắm. Trinh Tây rất là dễ thương. Em gặp Quang Hùng, em nói với Quang Hùng rằng là em chào anh, rất vui khi được biết anh. Tham khảo Facebook của anh thì em... Rồi em ngập ngà, ngập ngừng, em bẽn lẽn, ấp úng. Thì lúc đó anh cứ tưởng rằng là câu mà cô này sẽ nói đó là em đồng ý hẹn hò với anh luôn á. Nhưng mà phút sau đó thì em nói là em không có đồng ý hẹn hò với anh. Có nghĩa là em cho người ta cái cảm giác là người ta sẽ cảm thấy là một cái điểm để cho em tựa vào. Anh thích cái phần thể hiện này của em. Anh thì lại thấy khác với lại anh Cường ở đây. Anh có cảm giác được là nghề nghiệp của em nó đã gò bó con người và cá tính của em lại. Em chuẩn mực thái quá và em an toàn. Em luôn luôn giữ cho mình một cái hạn mức nào đó và không vượt ra khỏi cái giới hạn đó. Nên dễ tạo cảm giác nhàm chán cho những người xung quanh. Phương Thảo, hãy cho chúng tôi biết vai nhận xét của bạn về anh chàng Quang Hùng này. Khi mà nhìn cái Facebook này thì tất nhiên em sẽ biết anh này là ca sĩ, MC, diễn viên và một cái người giống như kiểu mà fashionista đúng rồi. Ngoài ra thì anh ta còn là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc underground, dòng nhạc đường phố. Nếu mà nhiều người nhìn Facebook anh này sẽ cảm thấy anh này là một người hơi trẻ trâu xíu. Có thể là vì ngoại hình của anh ấy. Em cảm nhận con người này không hẳn là một người quá nông cạn hoặc là quá sốc nổi. Nhiều tấm hình anh ta chụp với trẻ con á, chứng tỏ anh ta là một người rất là yêu con nít, một người biết quan tâm tới gia đình mình. Và bây giờ xin mời bạn
theo dõi Facebook cá nhân của Văn Thông. Anh này hiện đại đang là huấn luyện viên cho một trung tâm thể thao, cũng có thể anh đây là một PT. Em thấy anh này là một người rất là yêu bản thân mình, anh ta rất là yêu công việc gym của mình. Như vậy một người yêu bản thân mình quá nhiều như vậy có phải là một người ích kỷ hay không? Cũng không hẳn, tại vì một vài cái status, một vài cái hình ảnh thì em thấy anh ta cũng đi du lịch, anh ta cũng đi phượt, nên em nghĩ anh ta không phải là một người quá cứng nhắc. Còn những cái hình ảnh mà vui nhộn mà anh ấy chia sẻ hay sao? Có lẽ là anh ấy cũng rất là vui tính. Thì em nghĩ là người mà làm nghề đó thì cũng cần một sự hài hước với người tập thì cũng tốt hơn cho khách hàng của mình. Và bây giờ sẽ là trang Facebook cá nhân của anh chàng Luân Nguyễn. Em đoán anh này là một model, một diễn viên và một người mẫu ảnh. Bạn thấy anh chàng này là một người như thế nào? Anh ta chụp với quá nhiều gái. Đâu, con gái hả? Đúng rồi, em biết là công việc thôi. Em vẫn có cảm giác gì đó nó không an toàn nếu như em chọn anh này là người yêu của em. Ưu điểm của anh ấy là anh ấy một người rất là ham mê công việc. Và trong cái nhiều status của anh ấy thì em cảm thấy là anh ấy có một cái ý chí cầu tiến rất là cao. Anh ta muốn thăng tiến trong công việc. Anh ta cầu toàn sự hoàn hảo. Và trong những bức hình của anh ta rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Ta có vẻ ngoài rất là đẹp trai. Như vậy, ai trong ba quý ông đây là người mà bạn cảm thấy không muốn hẹn hò nhất? Trong ba quý ông này, người em không muốn hẹn hò nhất là anh Luân Nguyễn. Và bây giờ xin mời Luân Nguyễn. Anh chào anh à. Anh chào em. Thực sự thì anh có một vẻ ngoài rất là đẹp trai. Hình thể của anh không có gì để chê hết. Nhưng mà con người anh nó toát ra một cái gì đó em cảm thấy là mình không thể tin tưởng được. Mặt anh vàng lắm hả? Thực sự thì có một chút như vậy. Thứ hai là bản thân em nha, thì em không thích đàn ông có râu cho lắm. Em không thích thì anh cạo thôi, đâu có sao đâu. Nếu mà anh cạo thì sao, em có thích nhưng anh mà, không? Nhưng mà khi mà anh cạo như vậy anh đã mất cái chất riêng của anh rồi. Với lại cái việc mà có râu hay không nó không có ảnh hưởng, nó không có xấu gì hết. Tí là do em thôi, em không thích thôi. Em biết là công việc của anh là phải chụp với nhiều người mẫu này nọ, nhưng mà một phần gì đó em rất là ghen là anh chụp giả mà tinh thần. À sợ, cũng ghen mà, con gái mà, ai mà trái vậy. Bạn là một cô gái có khả năng thuyết phục rất là cao. Và thông qua những cái phần nhận xét của bạn á, thì Cường thấy bạn là một cô gái rất là sâu sắc nè, kỹ lưỡng nè. Và bạn mong muốn có một cảm giác an toàn. Bạn chọn cái hình ảnh anh Quang Hùng khi mà ảnh chụp hình với trẻ con á, và bạn cảm thấy là có ấn tượng về điều đó. Chính vì vậy mà Cường nghĩ là bạn cũng là một cô gái rất là tình cảm khi mà bạn nhìn hình ảnh đó và bạn cảm thấy thích. Với lại em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hiện giờ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, hai người đàn ông đó có người nào làm cho em đau khổ hay không? Hầu như là có. Và trong ba cái anh chàng vừa rồi đó, thì người nào là gần nhất với cái người mà đàn ông làm em đau khổ? Có lẽ là anh Luân Nguyễn. Đó, à. Anh biết ngay mà. Bị ám ảnh đúng không? Em từ chối anh Luân Nguyễn là vì lý do đó. Dạ. Chứ không phải là vì bất kỳ cái gì trên Facebook hết. Tại vì có thể là anh thể hiện là anh đang buồn thật sự. Nhưng cũng có thể em sẽ hiểu là anh đang thả thính. Tôi đang buồn nè, các cô vô đây, các cô an ủi tôi đi, kiểu vậy. Thì người bạn trai của em cũng rất hay như vậy. Em rất là bực chuyện anh ấy hay thả thính. Anh ấy hay đăng những cái tattoo rất là deep, xong rồi các cô gái vô comment. Thì cái đó tạo cái sự bất an cho em. Em không biết là một trong những cô gái đó có thể là người thứ ba. Người yêu của em á cũng làm nghệ thuật, cũng là người mẫu ảnh. Nên một cái gì đó, và em đã từng chứng kiến người đó lừa dối em. Bây giờ là em đã chia tay chưa? Em nói tha thứ. Tức là bây giờ hai người vẫn bên nhau? Dạ vẫn còn. Anh hỏi thiệt Thảo là Thảo có tin rằng là với bao nhiêu cái sự chờ đợi của em, với bao nhiêu cái sự nhiệt thành của em á, có thay đổi được cái người đó không? Em vẫn tin một cái điều gì đó là nó sẽ thay đổi. Tại vì em nghĩ em thực sự tin nhân quả trên đời này. Nếu như một mình thực sự mình cố gắng, dù người đó có làm sai gì mình chăng nữa, nhưng mà mình vẫn sống đúng, thì nhất định người đó sẽ thay đổi. Hoặc nếu như trường hợp xấu nhất là người đó với mình không thành, mình vẫn sẽ gặp một người tốt hơn. Tại vì mình đã sống tốt thì nhất định mình sẽ gặp một người tốt. Và thực sự là mình cũng đã làm hết lòng dạ. rồi đúng không? Và anh mong rằng là người yêu của em sẽ xem chương trình này để cảm nhận được hết cái sự hy sinh của em, sự chờ đợi của em. Em cảm ơn. Cảm ơn bà giám khảo. Ý Phương, bạn đoán xem anh chàng con Hùng này đang làm nghề nghiệp là gì? Anh Hùng là một
ca sĩ, diễn viên là một người năng động, một người hướng ngoại, thân thiện. Anh là một người có một cái tính cách rất là hồn nhiên, hoạt bát. Và những người như vậy thường là những người tâm tính họ rất là tốt, họ không có suy nghĩ nhiều. Như vậy thì ở điểm nào ở Quang Hùng mà bạn cảm thấy chưa vừa lòng và cảm thấy không thích? Hùng vẫn còn khá là trẻ, cũng đang trên đà phát triển sự nghiệp. Nhiều khi đăng hình quá nhiều thì bạn bè cũng không thích. Giống như báo cáo rồi tương tác nhiều quá, hỏi mọi người hôm nay tôi phải làm sao này kia. Với lại nhuộm tóc liên tục. Và bây giờ sẽ là trang Facebook cá nhân tiếp theo, Văn Thông. Em thấy anh này đang là một huấn luyện viên gym, cũng là một diễn viên. Em thấy anh này khá bi quan về tình yêu. Trước khi cưới, sau khi cưới, ai muốn độc thân thì cứ độc thân gì đó. Anh nhìn về quá khứ, anh sống kiểu chuyện tình của anh nhiều đau khổ quá. Bây giờ anh chưa có một cái tương lai sáng lạng khác. Như vậy thì đặc điểm nào từ Văn Thông mà bạn cảm thấy là không thích ở anh này? Thứ nhất là khoai cơ bắp. Thứ hai là bi quan về tình yêu. Thứ ba là thêm được biết cái huấn luyện viên, cái tính của họ rất là khuôn khổ, nguyên tắc, rất là khó tính. Và cũng không thích những cô gái sống kiểu thoáng thoáng mà thoải mái. Nhưng mà có điểm nào mà từ anh Văn Thông này bạn cảm thấy ưng ý và thích về anh này không? Dạ không. Ok, không có luôn hả? Không thích. Tiếp theo là Facebook của Luân Nguyễn. Thì anh là người mẫu và diễn viên. Em nghĩ anh này là một người đào hoa, khá là ngọt ngào, ngọt như mật. Anh này rất là yêu nghề, rất là muốn thành công trong sự nghiệp của mình. Trong số 3 người này, bạn cảm thấy ai là người mà bạn không muốn hẹn hò nhất? Em sẽ không thích anh huấn luyện viên nhất. Anh Văn Thông. Dạ đúng rồi. Xin mời Văn Thông. Anh chào em. Dạ chào anh. Xin lỗi, em không thể hẹn hò với anh được. Em có thể cho anh biết là lý do tại sao hay không? Thứ nhất là em không thích những người hay khoe cơ thể mình trên Facebook. Thứ hai là những người tập gym thường là những người nguyên tắc, khuôn khổ và sống không có thoải mái, khó tính. Thứ ba là anh khá là bi quan về tình yêu, anh sống hoài niệm về quá khứ quá nhiều, cho nên là em không thích những người bi quan như vậy. Sống cho hôm nay sao cứ phải buồn chuyện ngày mai. Lạc quan lên đi mà sống. Đi quan thì lỡ rồi, hồi trước người ta bị đá làm sao thương. Cho dù có bị đá thì gì, bây giờ anh cũng phải tươi lên, phải tìm kiếm một tình yêu mới. Gì ạ? Thiết tha. Thật ra thì em thấy em cũng có bi quan, nhưng mà nếu mà em với anh mà hợp lại thì chắc tối về hai đứa nhảy xong. Văn Thông nói với em là những gì em nhận xét Văn Thông là đúng, chứng tỏ em có một cái nhìn rất sâu và có một vốn sống khá là nhiều. Em tiếp xúc với nhiều nam giới không? Dạ không. Vậy thì kinh nghiệm đó đâu ra? Em chưa có trải nghiệm nhiều về tình yêu. Chắc là do em hay coi phim á. Em tìm hiểu tính cách của những nhân vật trong phim. Đó là một điều rất tốt, vì mình có một cái nhìn nhận đúng đắn thì mình sẽ chọn được một tình yêu phù hợp. Em là một người rất là hài hước, đáng yêu, nhìn em rất là ngộ nghĩnh. Em có một quan điểm giống anh, đó là chúng ta đều không thích những người khoe cơ thể trên Facebook. Và em biết lý do là tại sao không? Lý do của anh là gì? Vì chúng ta không có để khoe nên chúng ta không thích người khác khoe. Đúng rồi, mình đâu có gì để khoe đâu. Thúy Quỳnh, hãy tìm hiểu về trang Facebook cá nhân của Quang Hùng. Xin mời bạn. Anh Quang Hùng sẽ là một người làm trong ngành nghệ thuật, có thể là diễn viên hoặc là một dancer hoặc là một ca sĩ. Bên cạnh đó, cá tính và tính cách của anh chàng này như thế nào ạ? Anh ấy là một người sống một cách là tự do, phóng khoáng, thích bay nhảy, không thích sự ràng buộc, hơi trẻ con. Những cái hình ảnh mà anh ấy selfie hay là những cái câu status có vẻ giống như là chưa được chín chắn. Nhí nhá nhảnh vậy đó. Dạ, nhí nhá nhí nhố. Còn đặc điểm nào nữa không ạ? Hình ảnh rất là nhiều. Anh ấy đăng status thường xuyên, mà nếu mà một người mà có công việc ổn định hay là một người chín chắn thì người ta ít lên face để cập nhật trạng thái thường xuyên mà selfie nhiều. Và bây giờ sẽ là thời gian để bạn tìm hiểu về anh chàng Văn Thông.
Em nghĩ anh ấy là một PT, một huấn luyện viên thể hình. Dạ. Tính cách của anh chàng này ra sao? Nhìn cái gương mặt của anh ấy có vẻ rất là hiền, là một người đáng để tin tưởng. Em thấy là anh ấy cũng chơi với trẻ con rất là nhiều. Mà nếu mà một người đàn ông mà thích chơi với trẻ con thì sau này anh ấy sẽ là một người rất là thương con. Dạ. Còn điểm nào ở Văn Thông mà bạn không thích? Có lẽ là anh ấy trầm tính quá và có vẻ không có được hoạt bát cho lắm. Và bây giờ sẽ là chàng trai cuối cùng, Facebook cá nhân của Luân Nguyễn. Anh ấy là một diễn viên điện ảnh. Diễn viên điện ảnh. Tại vì nhìn cái gương mặt của anh ấy rất là điện ảnh. Rất là điện ảnh. Dạ. Như vậy tính cách của anh chàng này ra sao? Đương nhiên anh ấy là một người rất là đào hoa phong nhã, thích tự do và thích làm những điều mình thích. Xung quanh anh ta sẽ có rất nhiều những cô gái đẹp và anh ta sống có vẻ hình thức. Nhiều cô gái đẹp xung quanh thì sao? Bạn thích hay không thích? Em nghĩ em không thích lắm. Như đó. Vậy với ba trang Facebook cá nhân này, ai là người mà bạn cảm thấy không muốn hẹn hò nhất? Em không muốn hẹn hò với anh Quang Hùng. Xin mời Quang Hùng. Lần đầu tiên em tiếp xúc với anh thì em cảm nhận anh là một chàng trai rất là vui vẻ, dễ thương. Anh là người có nụ cười rất là ấm áp. Lý do mà em không muốn hẹn hò với anh đơn giản đó là cái tính cách của em không có được phù hợp với anh trai lắm. Em cảm thấy anh thích tự do, không thích sự ràng buộc. Nhưng em là một mẫu phụ nữ muốn có một cái mái ấm gia đình và có một cái sự an toàn. Với một cái lý do nữa là em cũng chưa xác định là em sẽ dấn thân vào cái chuyện tình cảm nhiều. Em phải tập trung vào công việc cũng như là việc học của em sắp tới nữa. Em rất là nữ tính và nữ tính trong vùng an toàn. Nếu mà mình có một chút đột phá nữa thì chắc chắn mình sẽ thêm phần thú vị. Anh thích ở em là khi em từ chối một người đàn ông thì em nhận sai về mình trước. Cái tính cách của em không có được phù hợp với anh trai lắm. Và em hứa cho người ta một cái tương lai tươi sáng hơn là anh sẽ tìm được một người nào đó thích hợp hơn em. Cũng như là một cái lý do rất là chính đáng đó là em phải tập trung vào công việc cũng như là việc học của em sắp tới nữa. Một lý do nghe có vẻ cù lần nhưng thực sự là một lý do không ai có thể từ chối cả. Vì với những người trẻ chúng ta thì công việc và học tập vẫn là hàng đầu. Và bây giờ thời gian mình chọn bắt đầu. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người chào đón sự quay trở lại sân khấu của năm quý cô. Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho quý cô C Nguyễn. C Nguyễn sẵn sàng. Trinh Tây sẽ đón nhận kết quả ngay sau đây. Trinh Tây đã sẵn sàng. Thật bất ngờ, thì Trinh Tây là nhận được rất nhiều đăng ký đến từ video. Tạm biệt bạn. Vẫn còn một tấm vé để đi ra về. Và liệu rằng đó có phải là Phương Thảo hay không? Phương Thảo hãy sẵn sàng. Như vậy Phương Thảo đã vượt qua được cửa ải này. Và 50-50, ai trong số hai quý cô còn lại sẽ phải ra về đây? Hãy sẵn sàng. Ý Phương trẻ tuổi, hồn nhiên, vô tư, nhí nhặn. Thúy Quỳnh chững chạc, điềm tĩnh, có sự trải nghiệm. 403 quý ông sẽ có những ý kiến ra sao? Chuẩn bị 3, 2, 1. Xin mời. Chúng ta phải nói lời tạm biệt với Thúy Quỳnh rồi. Tạm biệt Thúy Quỳnh, cảm ơn bạn đã đến với quý cô hoàn hảo. Chúc bạn luôn tươi trẻ và thành công. Chúc mừng ba quý cô còn lại đã bước tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ xin mời tất cả các quý cô hãy lấy lại sự điềm tĩnh của mình để đối mặt với thử thách tiếp theo. Đó chính là thử thách đời thường. Xin mời ba quý cô xinh đẹp quay trở lại sân khấu. Tại vòng thi thử thách đời thường này, chúng tôi đã lắp đặt những chiếc camera để ghi lại toàn bộ phản ứng và cách ứng xử của từng quý cô khi đối mặt với hoàn cảnh sau đây. Trong một shop thời trang đã diễn ra một cuộc ăn trộm quần áo. Đón chờ xem từng quý cô sẽ có phản ứng ra sao.
có phải nhân viên này không? Không, nhân viên bên kia kìa. Ủa sao cô lấy đồ của anh ta tỉnh mơ vậy? Phải chuyện của cô. Cô vậy là không được. Như vậy là mình ăn cắp đó. Qua bên cô kia. Cô nói cô có nghe không? Trời ơi cô ơi, cô mà lấy nữa là con báo cho nhân viên ở đây đó. Cái này không có được. Cô đưa con đi. Chị ơi, em thấy cô này đang lấy đồ của shop đó chị. Cô lấy cô bỏ vô. Từ bây giờ bà cổ còn vẫn bỏ vô kìa. Sao? Không phải chị. Em mới vừa lấy em để lên vậy là cổ giật cái cổ nhét vô đó. Bây giờ cổ vẫn còn đang nhét vô ba lô kìa, chị thấy chưa? Nhưng mà... Nếu như em là người lấy thì em không có kêu chị rồi. Em sẽ từ từ em lấy. Hoặc là em đồng phạm với cô này đúng không? Tại sao em phải kêu chị? Giờ mình hơi kiểm tra camera là mình sẽ biết được những chuyện đã xảy ra. Chị kiểm tra camera đi. Có cái khúc mà chị cầm chị bỏ vô thật luôn đó. Bây giờ có camera, camera sẽ thấy hết tất cả. Dạ đúng rồi, em mời hai chị lên văn phòng để mình xem camera rồi biết ai sẽ là người lấy ha. Dạ. Chị làm gì vậy? Chị mà làm một lần nữa tôi báo nhân viên đó nha. Kệ tôi. Chị nhân viên ơi. Chị ơi, chị đã chờ sao? Cho em kiểm tra túi của chị được không ạ? Cái giỏ này hả? Dạ. Chị cứ kiểm đi, cái giỏ này không phải của em. Ủa? Vậy là cái giỏ này của ai vậy chị? Dạ, của cái chị ơi, này nè. Nếu mà của em thì em mà không báo cáo như vậy rồi. Tại vì em thấy chị ấy lấy đồ bỏ vô cái cặp này. Em đã khuyên chị ấy là đừng có lấy rồi. Dạ. Nhưng mà chị ấy vẫn từ chối, vẫn cứ khăng khăng là không phải chuyện của em nên là em mới báo cho nhân viên. Em hồi nãy em đang vô đây nè, xong rồi cái chị kêu em á là cầm hộ chị cái này ra ngoài đi để cho chị tính tiền mấy cái đồ này, xong rồi chị đi ra với em. Chị nhìn đi gương mặt của chị với của em thì sao? Chị ấy đang rất là run. Với lại thứ hai nữa, nếu mà em lấy thì em đã không phải bỏ chạy vậy đúng không? Chị ta lấy, chị ta bỏ chạy và không muốn nhân viên biết. Chị kêu em đi ra ngoài đấy đi. Xong rồi chị sẽ đi ra liền luôn. Chị bảo là ra ngoài đấy đi là có người đứng ở ngoài đấy lấy. Chị đâu quen biết em đâu đúng không? Thì thôi bây giờ để cái gì mình lên phòng... Camera. Để cái gì mình xem lại ha chị ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Chị ơi, cái em hỏi này còn size nhỏ không chị? Cái này em thấy chị vừa với chị mà. Thấy ba lô, thấy cái ba lô của bà không? Đồ của chị trong đó đó. Vậy hả chị? Dạ, chị có thể cho em kiểm tra cái ba lô của chị được không ạ? Nè, chị kiểm đi. Dạ. Cái này đâu phải của tôi đâu. Ủa, vậy của ai ạ? Của cái cô kìa. Hả? Cô này á, cổ đưa cho tôi cái này. Cổ kêu tôi á là đem cái này đi ra ngoài đi. Xong rồi á, cái cổ nói tôi là ăn cắp hả? Sao cô kỳ vậy? Nói chuyện ăn cắp. Em chưa thấy nó ăn cắp. Chứ tự nhiên rồi cái hả, vô đây xong rồi cái cô này nói cô này. Nãy giờ em nói chuyện gì chị nghe hết hả? Sao chị hay quá vậy? Nhưng mà là cái này là của cổ. Cổ kêu tôi á, đem cái này đi ra ngoài đi. Bây giờ cổ nói là cổ không quen, không biết gì tôi hết. Vậy chị quen biết em không? Tôi á là tôi mới gặp cô thật. Nhưng mà tôi đi từ ngoài kia kìa, tôi với quê tôi lên. Cô kêu á là ăn mặc kiểu này lên thành phố không xin được việc đâu. Đi vô đây đi rồi cổ mua đồ cho. Tôi cuối cùng hả vô đây cái lấy. Nói đi lại tính tiền, cổ kêu là cứ lấy đi. Cổ đi trước tôi đi, tôi lại đây nè. Cổ kêu qua bên này đẹp hơn, qua bên này đẹp hơn, qua bên đó. Cái tôi lầm lên đó. Cái cổ kêu là bỏ vô đây đi rồi đi tính tiền. Chị tin lời của nó không? Dạ hiện tại thì em chưa dám là sẽ tin ai hết. Không ngờ là mấy người như cô đẹp vậy mà lại đi lừa gạt người khác, lại đi dụ dỗ tôi, lại đổi thừa cho tôi. Là nếu mà tôi đi ra ngoài đó thật á là cổ lại đi ra là cổ lại lấy được. Bây giờ cổ đổi thừa qua cho tôi. Chị là nhân viên làm ở đây đúng không? Dạ. Nếu mà chị muốn giải quyết em đẹp đó thì gặp chủ shop nói chuyện thôi. Còn nếu mà muốn làm lớn chuyện á thì mình lên đường. Tôi đi đâu cũng được hết á, tại vì là cổ là cái người mà hả cổ kêu tôi. Vậy thôi bây giờ là em mời hai chị lên văn phòng để mình có thể xem camera, vì ở đây có camera à. Sẽ biết ai là người lấy hay không hả? Tôi không có lấy, cô nhìn cái mặt của cổ đi. Cái mặt của cổ đã lấy rồi mà cái mặt của cổ đã còn hất hất lên như vậy nữa. Bây giờ lên phường giải quyết và coi camera. Cái người mà anh thích nhất đó là bạn Ý Phương. Đầu tiên là nhìn mặt em, anh cứ tưởng là em mới là người ăn trộm. Nhìn mặt rất là gian luôn. Rồi mắt lấm la lấm lét. Nhưng đó là cái cách giải quyết anh rất là thích.
đầu tiên là mình phải bảo vệ mình cái đó. Tại vì những cái người mà ăn trộm ăn cắp hoặc là những người giật dọc á, nhiều khi người ta còn có đồng bọn nữa. Cái cách giải quyết vấn đề của em rất là dễ thương luôn. Có nghĩa là em trả lời bằng một loạt câu hỏi. Vô đây xong rồi cái cô này nói, cô này nãy giờ em nói chuyện gì chị nghe hết hả? Bây giờ cổ nói là cổ không quen không biết gì tôi hết. Vậy chị quen biết em không? Và chính vì em cứ trả lời bằng những câu hỏi rất là logic như vậy nên những cái người mà tiếp nhận cái câu hỏi của em á, người ta cảm thấy bị lúng túng trong cách thuyết phục lại em. Có nghĩa là bản thân người ta cũng đã có một cái sự vô lý rồi. Anh rất là thích cái cách xử lý của em. Cả ba bạn đều xử lý rất là hợp lý, đều đưa ra được những cái lý luận đúng và những cái luận điểm để bảo vệ bản thân mình. Nhưng ở Phương Thảo thì em dễ bị rơi vào cái thế tình ngay lý gian là tại vì tại sao tự nhiên tan vật của người ta mình cầm vô làm chi? Đúng rồi. Rồi xong rồi em bị mất bình tĩnh á, nhìn em bị rối và chính cái sự rối loạn của mình làm cho người ta nhìn vào mình bị mất lòng tin. Và điểm đó thì C Nguyễn lại có, tức là bạn ấy rất là điềm tĩnh và tuyệt nhiên không chạm vào tang vật và luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn để mà khi có chiếu lên hình không có bất cứ một sự giao lưu nào giữa hai nhân vật này, và chúng ta rất là dễ nói chuyện và rất là dễ tìm lại công lý. Còn Ý Phương đúng như là anh Cường nói thì em rất là thú vị. Anh tưởng tượng giống như là anh coi bộ phim thiếu nhi vậy đó. Giống như mọi người nói, em chạy tới em nói nhỏ nó nhỏ nó nhỏ nó nhỏ. Mà mất lúc nào nó liếc. Đúng rồi, lúc đầu thì em sợ, em bảo vệ mình là đúng, em sợ sẽ bị tấn công bởi đồng bọn. Nhưng mà lúc sau á thì em tự nhiên lại cương ngược lại, em được tiếp tục cưng mặt lên nói chuyện với chị ấy, thì thật sự nó có đồng bọn nó còn đánh em nhiều hơn á. Em bị ông cú này là em khó thoát, anh nói thiệt. Thì anh lại thích phần thi của C Nguyễn hơn. Em thể hiện cái sự điềm tĩnh cũng như là cái sự giải quyết vấn đề á, rất là tỉnh táo, thuyết phục người xem cái tình huống đó. Còn ở Thảo thì em thấy một sự lúng túng, thì em cần phải rút kinh nghiệm trong cái việc này. Còn Ý Phương thì sao anh lại thấy nó hơi hèn hèn trong cái anh cảm giác như em sợ cái thân hình lực lưỡng của cái cô gái ăn trộm đó, nên em có lại nó nhỏ liếc liếc chỉ. Anh cảm thấy một sự hơi vô cảm, hơi vô tâm ở trong cái xử lý của em. Em đang làm chuyện tốt và em phải tự tin và phải thẳng thắn điều đó. Và bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Và bây giờ xin mời quý vị đón chào sự quay trở lại sân khấu của cả ba quý cô. Ngay sau đây sẽ là kết quả dành cho C Nguyễn. Xin mời C Nguyễn hãy sẵn sàng. Vào vòng thi cuối cùng trong ngày hôm nay, một trong hai quý cô còn lại sẽ phải ra về, Phương Thảo hay Ý Phương. Xin mời cả hai hãy sẵn sàng. Tạm biệt Phương Thảo, cảm ơn bạn đã đến với cô Hoàng Thảo. Chúc mừng hai quý cô còn lại, xin mời cả hai cùng lên phía trước. Hai cô gái rất xinh đẹp, chúc cho các bạn thật may mắn và giữ được phong độ này nhé. Vâng. Xin mời quý vị đến với vòng thi thử thách quý cô hoàn hảo. Quý cô hoàn hảo. Xin mời hai quý cô quay trở về với hai vị trí đặc biệt của mình. Và bây giờ sẽ là câu nói đầu tiên dành cho C Nguyễn. Khi không nghiêm túc, đàn ông có thể tỏ ra hấp dẫn và quyến rũ. Nhưng khi yêu rồi thì đàn ông sẽ trở thành một con cừu non. Ghê. Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say. Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng. Nói gì? Đàn ông mất phương hướng sau 4 ly rượu. Đàn bà mất phương hướng sau 4 nụ hôn. Wow. Mọi người đều nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Vậy em đành bắt anh về chôn chung với em rồi. Và bây giờ thời gian mình chọn bắt đầu. Thời gian mình chọn cuối cùng cũng đã kết thúc. Và trước khi đến với kết quả cuối cùng thì không biết C Nguyễn có nghĩ mình chính là quý cô hoàn hảo nhất tuần này không ạ? 50-50. 50-50 đúng không ạ? Dạ. Còn Ý Phương? Em sẽ tắm một cơn mưa thật mát và lãng mạn và em sẽ đi về. Tại sao? Thấy em chưa có đủ kinh nghiệm sống. Hãy sẵn sàng. Cả hai đều rất trẻ thì chắc chắn kinh nghiệm sống cần phải học hỏi thêm rất nhiều. C Nguyễn có rất nhiều lợi thế về thân và sắc. Ý Phương lại có lợi thế về những kiến thức mà cô ấy học hỏi từ sách vở và phim ảnh.
một trong hai cái cô được vinh danh với vị trí cao nhất trong tối ngày hôm nay. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Và chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với quý cô. Ai đây? Xin tạm biệt bạn Sê Nguyễn. Cảm ơn Sê Nguyễn rất nhiều. Tạm biệt Sê Nguyễn. Và chúc mừng quý cô hoàn hảo nhất tuần này, Ý Phương. Và chúc mừng Ý Phương đã thành quý cô hoàn hảo. Và cảm xúc này bạn muốn chia sẻ với ai đầu tiên? Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là giải thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 135 triệu đồng. Và bây giờ xin mời giám khảo Vũ Mạnh Cường, đại diện cho nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, trao tặng một voucher trị giá 50 triệu đồng dành cho Ý Phương. Xin mời giám khảo Trịnh Tú Trung tiến lên sân khấu để thay mặt cho trung tâm thể dục MaxFit trao tặng phần quà là một voucher trị giá 30 triệu đồng dành cho Ý Phương. Xin mời giám khảo Tim sẽ thay mặt cho nhãn hiệu tập đoàn thời trang Nem sẽ tặng một voucher trị giá 10 triệu đồng dành cho Ý Phương. Tiếp theo xin mời giám khảo Vũ Minh Cường sẽ thay mặt cho nhà tài trợ thương hiệu Himalaya của nữ hoàng khả ái quyền năng phái đẹp Vũ Kim Anh, nơi hội tụ tinh hoa y học cổ truyền châu Á, trao tặng phần quà là một voucher trị giá 30 triệu đồng dành cho Ý Phương. Tiếp theo xin mời giám khảo Trịnh Tú Trung sẽ thay mặt cho thương hiệu mỹ phẩm Chami Skin đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm sắc đẹp Hoàng Vũ, trao tặng phần quà chỉ là một gói mỹ phẩm trị giá 10 triệu đồng dành cho Ý Phương. Và cuối cùng xin mời giám khảo Tim sẽ thay mặt cho nhà tài trợ chính Sam Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sam Pharma, trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cùng với vương miện của chương trình Quý Cô Hoàn Hảo dành cho Ý Phương. Một lần nữa hãy cùng nhau chúc mừng Quý Cô Hoàn Hảo nhất tuần này, Ý Phương. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Quý Cô Hoàn Hảo. Chương trình chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với sự đồng hành của nhà tài trợ Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ba, Trị Chứng Thần Hư Thần Hiếu và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sâm Phạc Ma. Xin quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.